Thôi mày về đi. Em có chi đâu. Mày về đi. Tao không có làm việc cái dân ở đây. Tao không có để kê khai là dân, tao chỉ cần xác nhận nó đâu thôi. Tao làm việc độc lập. Là bảo kê đây nhé. Dù nó thằng nào ở phòng tài nguyên, bảo kê tao chấp đấy. Thôi bây giờ em chỉ là công ty này nè. Bây giờ mình ra mình kiểm tra hiện trạng đúng không? Thì bây giờ kiểm tra hiện trạng thôi. Hiện trạng là đây có đường. Rồi về kiểm tra đường. Tao sống ở dân ở đây. Chạy thửa. Đúng không? Về kiểm tra xem là có sự chết lên. Sinh sự cho một thằng nó bảo nó vậy à? Đây dân người ta đi đây. Dân này nó đi thì kệ mẹ nó. Dân người ta đi đây. Dân này nó đi thì kệ mẹ nó. Còn đây dân người ta đi đây. Dân này nó đi thì kệ mẹ nó. Còn đây dân người ta đi đây. Dân này nó đi thì kệ mẹ nó. Còn bây giờ chưa có đường là không có đường. Trên miền trạm bản đồ không có đường là không có đường. Cứ theo cái bản đồ kia là không có đường là giờ không có đường. Chúng dân mới rót gì đây hết á. Bây giờ lô đất này là bên cạnh này là lô đất của thằng Trường. Còn lô đất này là đất của bên này. Căn cứ cái sổ mà bữa kia như vậy thì nghĩ đó lại. Còn không có thằng nào mà bỏ tiền mua một thằng dân ở đây để làm bằng chứng là dân ở đây nghe chưa? Tao sẽ đi cho công an xác minh, nhưng mà cái tổng mặt sai tao cho công an xác minh đấy. Tao biết chứ tao. Không phải là ra tay nó không ngắn như nào đâu. Thằng thường dùng kia coi này, cái đường này coi này. Vô láo chứ, các tao mời dân mà sao nay có dân. Triển khai người dân và tham gia dân để có ở đây. Tao ghét nhất được làm mà cứ gần sau báo. Các thông tin trong mà chưa biết mà ngoài đã biết rồi. Tôi nghe với ông bé là ông này ông khẳng định là không phải đất của ông hết toàn diện. Nhưng mà tôi vẫn nghe là nhân viên phòng tôi có ở trong này, cổ phần trong này. Tôi chỉ cần nói là nếu mà ông cứ nói thông trung thực, tất cả những anh em nào có ở trong này thì tôi bỏ qua hết. Nói chung như vậy, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh em để làm hết mức tôi ra. Riêng tôi là do tôi rất tạo điều kiện, nhưng mà nói nhau, anh em nói nhau một câu. Ông bảo là ông không sao gì? Đây thì ông chỉ cần nói rõ ràng như vậy thì tôi bỏ bên nữa sang, thú nhận việc này thì tôi tạo điều kiện cho làm, tôi không khó khăn gì đâu. Em chả hiểu chị nói gì hết á. Thế ông nói ông bảo đất của đây đâu phải đất của ông hết toàn diện, ông lúc mà mới ra ông nói rõ ràng còn gì nữa. Dạ đúng rồi chị cứ coi đến sổ ấy. Sổ cấp cho ai? Đâu con bé sao nữa. Dạ. Chứ mà đất của em chỉ từng này thôi. Đấy trên sổ em được cấp từng này thôi. Còn bên này cũng qua em về đâu. Chị cứ hỏi đi hả? Chị cứ làm đi. Nhưng mà cái này, cái đất này, cái sổ đấy là toàn bộ cái đất của ông là cái bé, toàn bộ cái sổ đó. Còn không, bên không. Này chưa có sổ. Không, bên này em đâu biết đâu. Chị làm quản lý mà chị còn không biết được hết của người dân, nữa, sao mà chị em biết hết được. Nói chuyện lãnh đạo mà ra nói chuyện mẹ chửi, chửi bới kiểu đó thôi chứ ai làm được. Nè, tôi nói bằng tôi chửi bới cái gì? Tôi nói tôi không người dân, tại sao có dân ở đây? Ai biết đâu? Dân đâu? Thì chị hỏi dân đi. Chị làm lương của nhà nước chứ đâu phải là chị làm cái gì mà gớm mày. Tôi cũng làm ăn lương nhà nước, anh cũng làm ăn lương nhà nước. Anh phải làm đúng pháp luật nha. Ồ em chả làm gì sai cả. Thì đó anh không làm sai thì không có gì phải sợ cả. Thì đâu. Em đâu có sợ đâu. Đúng như vậy thôi. Chị đừng có to tiếng. Tôi cũng không phải sợ, anh cứ lấy bác thằng nào bảo kê tôi không ngán nghe chưa. Ồ, chẳng có ai bảo kê em hết á. Em cứ đứng luật em làm đi. Cái gì đâu. Chuyện ra đây chị chửi với à? Làm gì có cái việc đó. Chị thử coi lại cái như vậy được không? Chị mời em ra. Xong rồi chị chửi người này, xong chị đuổi người khác. Làm việc với dân như vậy. Em chỉ là người dân thôi. Ông Quân có thấy tôi được chửi ai, tôi đuổi ai chưa? Tôi chỉ bảo thật, tôi mẹ sao không chửi. Em chẳng... người dân đâu mà sao lại có dân ở đây. Em dân này. Tôi mới em là người dân này. Dạ. Thì dân nhà người ta ở đó thì người ta đi qua thôi chứ. Còn tôi nói tôi nè. Dạ. Tôi cứ ở đây, anh cứ nên gặp mặt tôi. Tôi ở đây, tôi còn làm việc với anh còn nhiều. Chứ chỉ phải một ngày, bốn ngày đâu nhá. Được chưa? Không nói nhiều với anh, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Nói chung như vậy còn có xong thằng chưa nào, chị? Có cái thằng nào ở phòng tài nguyên nó bảo kê cho anh thì anh cứ bảo thằng nó bảo kê cho anh đi. Mà xong chưa, xong việc em chưa? Chưa xong, tôi mời anh là trong buổi chiều hôm nay cần về phòng nữa, nội dung như thế. Còn thằng nào ở xã phường này bảo kê cho anh cứ làm đi. Cùng đúng là Hà chính anh đấy, ông Quân đấy, ông Nhân này đó. Chị đừng có nói vậy. Mà anh không nói có kiểu đó mày. Ai mới chịu được. Chị kiểm tra đi. Chị cứ kiểm tra đi cho nó đúng hay như thế nào chứ. Cường đi ra cho nó đi. Bảo kê, phải làm gì có chuyện bảo kê. Bảo kê là dùng cái từ đối với dân chờ búa chị ơi. Chứ không phải là đại học tiến sĩ đâu. Bảo kê. Tao gọi cho lãnh đạo của mày chứ mày đừng có đổ láo tao. Chị gọi ai chứ, chị cứ gọi chứ. Em chẳng làm gì sai hết. Mày nó nói một loạt mày nói cái thằng như nào rồi. Ờ thì thằng nào thì kể em chứ. Tao luôn tao nói đều vậy thôi, tao biết mày là quyền. Trưởng phòng tín dụng sinh năm 1984 người Hà Tĩnh. Hồi xưa dùng đứa nhân viên giáo dục xong rồi nó không biên chế bỏ đây nào, tao nghe người ta kể một loạt rồi. Thì sao? Tao nói thì sao? Thì tao nói mày như vậy đó. Thì sao? Thì ý là sao? Tao nói là chỉ được xì bạn em á hả? Không phải vậy. Hay sao? Một láo quen luôn, là một cái đội ăn cướp. Ăn cướp của nhà nước
thì được tranh cấp của nhà nước thì dễ, tranh cấp của tao không dễ đâu. Một láo quen ra một cái đoạn cấp, ăn cấp của nhà nước thì được tranh cấp của nhà nước thì dễ, tranh cấp của tao không dễ đâu. Nó việc theo kiểu ăn không nói co. Không phải làm sao mà mời em ra để chỉ nhục em à? Người nhân nước mà có những người mà kê kê vậy. Kích động người khác à? Tôi chẳng ai bảo kê tôi cả, tôi làm chẳng có gì sai hết đấy. Đất nhà người ta dân là nhưng mà quan trọng đây này, bây giờ là từ cái đường này xuống vị trí chuyển đổi mục đích là tại vì đây không nhìn thấy đường à? Không, đường đó lúc mà chuyển là căn cứ theo cái đường bè phía dưới, đường đất phía dưới, chứ không phải là căn cứ theo cái đường này. Lúc đó là căn cứ theo cái đường phía dưới này nè. Đâu? Anh là đường gì? Cái đường này nè. Làm gì có đường nữa? Sao lại không? Đây nè, cái đường này nè. Vẽ từ lúc đó nè. Đúng rồi, đó. Đường đó là đường này. Đường đó là cái khúc này nè. Khúc, song song là đây là cái nhà đó là em bên kia, cái nhà đấy là... Anh nghe đấy. Đang cãi nhau đây chứ không? Mày một láo vô tết. Ăn không nói có. Mày đưa anh ra rủ đấy chứ. Thì kêu lừa con này lừa con khác rồi thế này thì cả. Mày mà một láo vô tết thiệt đấy chứ. Đang ở ngoài đây này, đang rủ này. Mẹ này chứ. Gọi lên đi. Đi vòng theo đường này đấy. Ở chùa coi ngoài, coi đất ngoài thôi. Vòng vòng theo đây này. Thì ở đi, gọi lên. Mình đi vòng theo cái danh phía ngoài này. Không, nói em nhí, ba một lo một tuyệt. Vòng theo cái danh phía ngoài này. Đây, đi vòng theo danh phía ngoài này. Rồi, đang quay. Không phải sắp phải đo hết lại được. Đấy, đo đồ dây. Ai đo? Một sắp. Ai đo bây giờ? Tôi sẽ cung đo, nhưng mà bây giờ mình đi đo lại. Đo toàn diện lại để mình áp lại xem như thế nào. Đo cả cái lô bên này luôn, để xem bên này là đất quyệt khu dân cư chưa. Đây, 116, đây đúng không? Là lô số 4. Lô số 4. Đây, chuyển đổi này. À. Mình đi ở từ phía trên trên đường đất đây, đường này đúng không? Đi bên trên này, ngay ngã ba này, đi vòng xuống đây này, đi vòng xuống đây này. Hiện tại giờ mình đứng là đoạn này này. Không phải đâu. Mình đứng đứng ở chỗ đó này. Anh bé là đây này. Đây. Đây. Đứng ngang ba đây này. Thì anh vừa nói là cái đường đất mà mình đi lên đi xuống là dọc từ đường này. Đường này. Là đường này có đường nào nữa? Cái đường này này. Cái đường này này. Đâu ra mà đi đường bên này. Không, cái đường này này nó sẽ xuống đây này. Đó. Đi vào dọc theo đường này này. Đó, dọc theo cái này này, đi xuống đây này. Đó. Ngã ba đây này. Cái góc cái này. Thằng nhân nó biết mẹ gì đó làm mù quáng từ trước giờ nó làm ba gem, cái thằng đó tiền nó làm chứ. Mẹ nó làm. Mày ăn không nói có, mày nói theo kiểu đó. Quen em, như vậy đấy. Em chiều á. Hồi trước phải qua mặt ông Quân từ mùng 1 tháng 3 tao làm lĩnh vực này, mày không có qua mặt được đâu. Mắt như thế. Thế mà bầu lên lãnh đạo được ấy. Mắt còn lầy luôn. Mà thiệt em nói em vả cái chết luôn. Mà thiệt. Không làm gì muốn sợ bà cứ mày. Làm công ăn lương với nhau làm gì mà ghê vậy.
đây cái đường hiện trạng có thể dân người ta ở bao nhiêu lâu rồi? Em chuyển từ đồi dưới này chứ đâu phải chuyển đồi trên kia. Không, em chuyển từ đây này anh. Đấy, đấy. Không từ trên đó xuống. À, ha, từ trên đó xuống đấy. Dạ. Từ trên đây này. Từ... này làm không phải anh, à, em quên hồi nãy em nhầm, em lên cho em nhờ chân nhờ. Em chuyển đâu chuyển từ dưới này này, dưới rẫy á chỗ. Chỗ cây ấy. Đúng rồi, dưới á, quên em nhầm. Em nhầm. Rồi, đúng rồi. Dạ. Thế nó làm gì có? Từ đâu ở dưới này, tại vì em không làm rõ lắm. Em mới chuyển đến nó, mà anh mới chuyển đến nó, tôi phải. Đây, cái đường hiện trạng có rõ ràng. Cái đường hiện trạng em đã làm gì đâu. Em họp dân lại kêu dân em góp chứ cỡ 50%, còn dân góp 50% làm đường này. Ủi đường này. Bữa trước anh thu anh vào anh lập văn bản ở đây. Có đó chứ không có. Còn cái đường, em chưa đụng gì đến cái đất này hết á. Người lãnh đạo, người của mày ăn cơm của dân chứ đâu phải là thích nói gì nói, thích chửi ai thì chửi. Đây có chú đây này. Đây có đây cá ở đây lâu năm nên chị cứ hỏi có thử em đã đồng gì đến chưa? Con đường này hồi trước bán hàng trường 1.5 tỷ bán của bà gì đây nè. Vừa nói làm gì có, vừa mới trả lời xong nè. Con đường này có chứ chú? Đường này có chứ. Sao lại không có? Có đâu, có một cái đường một ít thôi, một chỉ có 1 mét thôi. Đâu mẹ thơm lại chị. Không phải mét đâu, đây nhà này bán một cái chứ không biết một cái gì mình. Đây nhà người ta ở dưới đây, người ta đi này, đường này này. Đây này, đó. Đây này, có giống một đường ở đây này. Em chưa đụng gì đến hết á, còn chị thích làm sao chị làm. Đường này làm mới nó đúng quy hoạch, tóm lại như thế. Nó thích cơ nào thì cơ. Vậy thôi, phải đe dọa. Đánh người cũng không phải đánh được đâu. Xanh ai, nó ấy. Đến đây anh, đến chỗ cái điều ấy, chỗ cái điều nó bắt đầu hết đất của em ấy, rồi đi xuống gì đó, vòng lên đó. Cái này làm sao mà bảo đối diện với anh Phương? Xa mà, không phải đối diện. Đối diện siêu xéo. Ông gặp mẹ dự án hẳn hoi chứ ông làm cho nó hoành tráng luôn. Ủa em có làm gì đâu. Bữa anh thấy đó. Em chưa đụng gì hết nữa. Em mới hà con đường để cho đổ bê tông cho dân đi thôi. Thì dân 50 em 50. Đấy, còn nếu mà mấy anh không cho làm thì em dừng. Em không làm nữa. Chứ có gì đâu. Để em làm rẫy. Ý là mới làm khu dân cư ấy, mẹ hành lập dự án. Dân cư làm gì? Đang lập dự án đi dân tiến, khỏi phải lăng ngoăng. Tại vì đất của em nó ít, em được có mấy sao, 7 sao, với lại bên kia được có mấy sao á. Vậy là 3 hectare là của những ông nào nữa? À. Của anh Trương. Anh Trương chứ bán hết à? Sao mà ông bán hết được? Không tưởng về quê nó bán đâu, của anh Trương anh ủy quyền lại. Mà chưa làm gì cả, đất của ông đang để nguyên đâu mà.